Xin chào các bạn. Thì bây giờ cũng 5 giờ rưỡi chiều rồi. Thì ngày hôm nay là tới 3-4 người hỏi mua ốc thịt của mình. Thì mình cũng có liên hệ với một số anh em mà mua ốc giống của mình mấy hôm nay nuôi á. Thì mấy anh em nuôi cũng đạt rồi, cũng có ốc thịt bán. Nhưng mà mấy anh em chưa có bán mấy con đó. Chủ yếu là để làm giống thôi. Còn bây giờ về ốc thịt là mình chỉ còn có cái hồ này thôi. Còn hồ ốc bố mẹ thì mình để thêm vài tháng nữa bắt đầu mình mới bán. Thì ốc thịt ở khu vực Bến Tre của mình á, thì mấy cái con bình thường thì tầm 60 ngàn một ký, mấy con đẹp á, thì 70-80 ngàn một ký. Thì nuôi ốc như cái hồ này mình nuôi mấy ngàn con, mình nuôi rất là khỏe luôn các bạn. Cha mình là đòi mấy hôm nay là đòi bán mấy con dê chuyển sang nuôi mấy con ốc này. Ở mình bán mấy ký ốc vài chục con gì mà mấy con ốc đẹp mà tầm 25-30 con một ký là bán rất là cao. Giờ bắt đầu trứng ốc của mình bắt đầu nở rồi, mình bắt đầu sản xuất ốc ốc giống nữa rồi các bạn. Thì để mình vô mình quay cái khu ốc giống của mình cũng lâu rồi, mấy hôm nay đi lụm trứng rồi mình bán trứng rồi bắt đầu mình thử lại, bắt đầu mình có cái lượng ốc giống tiếp theo rồi đó. Thôi tờ tối thì lâu rồi mình mới quay lại khu vực này các bạn. Thì bây giờ chủ yếu mình gom lại mấy con ốc giống là vô ngay cái dèo này. Mấy con ốc giống hồi 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 đợt trước tới giờ thì nó to lắm. Còn lại ba cái dèo này là mình chuẩn bị thả lưới tiếp theo. Bạc hà nay sum suê lại các bạn. Ốc giống bên mình cũng vậy. Thì cũng có một số cô chú cũng có đặt trước mấy ngàn con, mười mấy ngàn con. Mình nuôi hỷ sinh này kia nhiều vô cho ăn, mình cho ăn mèo cám này kia thôi, cho ăn bạc hà mèo cám, thức ăn tự nhiên cho sạch, lâu lâu mà hãy bổ sung thức ăn cho nó rồi xử lý nước này kia đồ. Mình nuôi rất là đạt. Có anh em mới nuôi thấy anh em hơi tập trung vô ba cái hút, mình phải tập trung vô cái nguồn nước, tập trung vô ba cái hút là để mình phòng thôi, mà có điều mà khi mà nó bị rồi là nó khó lắm. Để mình quay khu vực trứng cho các bạn. Các bạn thấy mấy cái trứng mà mấy con ốc bố mẹ của mình mà 1 năm mấy, gần 2 năm mới sinh sản không? Trứng nó rất là to, rất là đẹp luôn. Mấy cái con này mà nó vừa ra ốc con là nó bằng mấy con 1-2 tuần của mấy cái con ốc mà ốc bố mẹ tơ á. Nè các bạn, có mấy con ốc giống nè. Cái hùm mót này nó của mình nó bị ra nước hay sao á, nó cạn này, rồi chút mình thay ra luôn. Còn bên đây nữa, nhiêu đây thấy 5 năm thì chứ cũng 5-7 ngàn con đó các bạn, còn một đống trứng trên đó nữa. Thì lần này mình sản xuất ra chắc cũng tầm 30-40 ngàn con, mình chuẩn bị cho anh em với cho mình luôn là đủ luôn á. Thì video đến đây cũng kết thúc, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại.